Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng thành phố, ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày 29 tháng 3 năm 2023, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành nhà máy nước Hòa Liên. Tham dự có Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành và quận huyện thành phố Đà Nẵng. Dự án nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 nằm trên địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, khởi công vào tháng 3 năm 2020, tổng vốn đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng. Dự án gồm 4 hạng mục: đập dân để thu nước, trạm bơm nước thô, tuyến ống dẫn nước thô dài hơn 10 km và nhà máy xử lý nước có công suất 120.000 m khối ngày đêm. Dự kiến giai đoạn 2 sẽ nâng công suất lên 240 m khối ngày đêm. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp bổ sung nguồn nước sạch cho người dân ở địa bàn quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu và huyện Hòa Vang. Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, dự án nhà máy nước Hòa Liên là công trình trọng điểm mang tính động lực của thành phố, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, chất lượng nguồn nước cho nhân dân và phát triển mở rộng thành phố. Nhân sự kiện này, lãnh đạo thành phố biểu dương Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, Ủy ban Nhân các xã Hòa Liên, Hòa Bắc và đặc biệt cảm ơn đến nhân dân khu vực giải tỏa, những người đã vì lợi ích chung của cộng đồng đã di dời nhà cửa, bàn giao mặt bằng để thi công công trình, góp phần quan trọng vào tiến độ hoàn thành của dự án. Lãnh đạo thành phố ghi nhận sự nỗ lực của Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án và các nhà thầu trong việc khắc phục khó khăn để hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã phải đối diện với tình trạng nhiễm mặn nghiêm trọng vào mùa khô, có thời điểm đỉnh mặn lên đến 13.580 mg trên 1 lít, vượt gần 50 lần so với mức nhiễm mặn cho phép và kéo dài đến hơn 3 tháng, làm ảnh hưởng nặng nề đời sống của người dân và quá trình sản xuất kinh doanh. Và theo quy hoạch cấp nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, nhu cầu dùng nước sạch của thành phố khoảng 800.000 m khối một ngày. Do vậy, việc đầu tư xây dựng nhà máy nước Hòa Liên là hết sức cần thiết và cấp bách. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị thuộc Sở Xây dựng tiếp nhận, quản lý và vận hành. Để nhà máy nước Hòa Liên đi vào hoạt động đảm bảo an toàn, ổn định, chất lượng, hiệu quả, yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị là đơn vị tiếp nhận tài sản, triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan thực hiện việc quản lý vận hành nhà máy nước theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, công suất, tiết kiệm đồng bộ với các nhà máy nước trên địa bàn thành phố, kịp thời phục vụ nhu cầu dùng nước sạch của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng nước trên toàn thành phố để tham mưu Ủy ban thành phố xem xét đầu tư giai đoạn 2 của nhà máy vào thời điểm thích hợp. Dịp này, 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành công trình nhà máy nước Hòa Liên được trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.